tiết lộ bí kíp tẩy rửa từ thiên nhiên rất dễ thực hiện. Tại sao hôm nay mẹ Tâm lại làm video này? Bởi vì là mẹ Tâm là một người mà rất là dễ bị dị ứng. Bởi vì khi mà mình rửa bát mà không đeo găng tay thì cái tay của mình ý, nó sẽ bị sun lại. Và thậm chí là mẹ của Tâm còn không thể rửa bát được, bởi vì cái móng tay này này là bà khi mà tiếp xúc với cả các cái dung dịch xà phòng thì nó sẽ bị sun lại và nó không khỏi được. Nó cứ sun hết lớp này rồi nó lại sun lớp khác. Thành ra là việc rửa bát là việc mà Tâm vẫn thường rửa hàng ngày. Và mẹ của Tâm thì có nói rằng là ngày xưa thì các cụ của mình có sử dụng cái quả bồ hòn. Thực ra bồ hòn thì Tâm chưa được nhìn thấy, chỉ nghe mẹ kể lại thôi và nhìn ở trên mạng thôi là nó tròn tròn khoảng tầm này. Và cái quả bồ hòn này thì nó có một cái chất rất là đặc biệt, đấy là chất saponin. Thì cái chất này thì có cái hoạt chất giống tương tự với cả xà phòng, tức là giống với các loại chất hoạt động bề mặt, là các cái thành phần hóa học mà mình có thể tìm thấy ở trên các cái thành phần ở trên cái nước rửa bát này, hoặc là dầu gội, hoặc là dầu xả, hoặc là tắm giặt thì mình có thể tìm thấy những cái hoạt chất bề mặt này. Cái hoạt chất bề mặt này thì nó có tác dụng là sẽ làm giảm cái sức căng bề mặt, để từ đấy mà các cái chất tẩy rửa có thể len lỏi vào trong cái bề mặt đấy để mình sẽ để nó có thể làm sạch được các cái bề mặt đấy. Thì bồ hòn là một cái loại quả mà rất là tuyệt vời, tức là nó rất là thiên nhiên. Và ngày xưa thì không có bồ giặt, nhưng bây giờ thì các cụ của mình vẫn sử dụng bồ hòn để giặt quần áo. Và mẹ Tâm cũng đã search một số cái cách để sử dụng bồ hòn ở trên mạng. Hiện nay các mẹ đang sử dụng đấy là đun cái bồ hòn lấy nước và dùng để rửa bát này, dùng để giặt quần áo, dùng để lau sàn, đánh nhà vệ sinh. Đấy, có rất nhiều tác dụng của bồ hòn và các mẹ có thể search trên mạng. Thậm chí là có những cái cách bảo quản bồ hòn để có thể sử dụng được lâu hơn, đấy là enzyme bồ hòn. Enzyme bồ hòn thì đấy là một cái cách là lên men cái quả bồ hòn để giống như là muối dưa ấy, bởi vì là trong cái enzyme bồ hòn này có đường thì nó sẽ để và sẽ được bảo quản được lâu hơn, giống như là mình ngâm nước mơ này, hoặc là mình ngâm các cái quả táo mèo với cả đường chẳng hạn thì nó sẽ để được lâu hơn. Và có rất nhiều những cái cách mà các mẹ đã chia sẻ ở trên mạng về cái công dụng của quả bồ hòn. Thực sự là cái quả bồ hòn nó rất là lành tính, bởi vì nó là cái thành phần saponin, là cái thành phần tự nhiên ở trong thiên nhiên, và nó có tác dụng là tẩy rửa rất là tốt. Và mẹ Tâm cũng đã được sử dụng một cái sản phẩm mà có chiết xuất từ bồ hòn, thì thật sự là cái da tay của mình nó rất là mềm mại và nó không bị nhăn như là những cái sản phẩm hóa chất khác. Và hôm nay thì mẹ Tâm chỉ chia sẻ với cả các mẹ thế thôi, bởi vì là bây giờ bạn bé nhà mẹ Tâm mẹ đang gọi vào để vệ sinh cho bạn ấy rồi, nên là hẹn gặp lại các mẹ ở trong video ngày mai nhé. Và hãy đăng ký kênh này của mẹ Tâm và chia sẻ cho những mẹ khác để các mẹ ấy biết được những cái thông tin hữu ích này nhé. Tâm nghĩ là rất là hữu ích với cả các mẹ đấy. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi. Tâm phải đi bây giờ. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nha.